Cái này là anh đã ướp 24 tiếng, tức là một ngày rồi đó các bạn, rồi mới đem đi nướng. Cái tảng thịt rất là to và dày nha. Ban đầu là bên này, xong mình nướng nó tái sơ, xong nó mình bỏ vào đây. Sau đó thì khách gọi mình mới nướng chín lại. Cái này là ba rọi nướng này anh. Ôi, thơm quá ha. Các bạn nhìn thấy cái miếng đùi gà nướng đây, rất là đẹp luôn. Đây là một dĩa sườn chả đúng không anh? Dạ, sườn chả này là 35. Đúng rồi. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Trường Chinh, quận Tân Bình nhé các bạn. Hôm nay mình và bạn Diễm đang đi ngang đây thì vô tình phát hiện một cái tiệm cơm tấm, phải nói là nướng cực kỳ nhiều thịt luôn. Và mình vào bên trong thì cái không gian rất là rộng rãi, thoáng mát để các bạn ngồi ăn. Nên là mình quyết định mình ghé vào mình review để giới thiệu tất cả các bạn. Địa chỉ đây là 186 đường Trường Chinh nhé các bạn. Bây giờ đang là khoảng 5 giờ chiều ở Sài Gòn. Bây giờ mình sẽ lại mình gặp bạn Diễm nha. Xin chào bạn Diễm. Gọi là cái quán này Diễm thấy khá là ấn tượng, tại vì nó không phải là cái nhà mà nói chung là thiết kế rất là hay, và Diễm cảm thấy rất là ấn tượng với một cái không gian ăn cơm tấm ở đây. Nên là mình hôm nay mình sẽ mời mọi người vào bên trong để xem là ở đây có gì đặc biệt nha. Cái điều đặc biệt nhất ở đây á, là mình thấy nướng cực kỳ nhiều thịt. Và thứ hai nữa các bạn nhìn này, cái quán cực kỳ sâu nhưng mà ở phía trên á, rất là thoáng mát luôn để các bạn vào ngồi ăn. Bây giờ mình vào mình xem cái nướng thịt nha. Đây, em chào anh. Nhà mình bán đây lâu chưa anh? Dạ, mình bán đây lâu rồi nè. Được mấy năm rồi anh? Dạ. Được khoảng mấy năm rồi anh? Mình bán đây được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Và bán từ khoảng mấy giờ anh nhỉ? Dạ, mình bán từ nói chung là 3 chiều là set up ra rồi tầm 4 giờ các khách ra là mình bán tầm tới 10 giờ đêm luôn. 10 giờ đêm. Có khi nào tới nửa đêm không anh? Dạ không, không tới nửa đêm tại dạ. Vì cơm của mình là có nhiều cơ sở. À, vậy là mình có nhiều cơ sở anh. À, còn những cơ sở ở đâu nữa anh nhỉ? Còn những cơ sở ví dụ như là ấp Bắc ở Bắc cũng gần đây luôn. À. Còn ở đâu nữa ta? Trời, nhiều quá không nhớ. Đùi gà nướng hả anh? Dạ đúng rồi. Ôi, cái đùi gà nhìn ngon quá các bạn ơi. Nướng cái này giống như là có mật ong á anh nhỉ? Dạ vâng, cái này là mình ướp theo cái công thức cái tảng thịt này. Công thức gia truyền. Một cái tảng như này là bao nhiêu tiền đấy? Dạ, một cái hộp cơm mà rau dưa đầy đủ với lại đùi gà như gì là 40.000 một hộp anh ạ. Ủa, tức là nguyên cái tảng này và cả cơm nữa là 40. Dạ đúng rồi. Trời ơi, quá là hợp lý luôn các bạn ạ, tại vì cái này là nguyên một cái góc tư rồi. Tảng to luôn các bạn ạ. Và nướng nhìn rất là bắt mắt nha. Bây giờ mình lại bên này mình xem cái nướng này. Đây. Em chào anh. Mình bắt đầu nướng từ giờ tới khoảng mấy giờ là hết cái hai hộp thịt này? Chắc khoảng 7:30. 7:30 tối, tức là mình nướng hết xong mình bỏ vào hộp ấy. Dạ không, khi nào khách vô mới nướng à? Cứ nướng từ từ, nướng từ từ. À, để bạn nhìn này. Ồ, cái tảng thịt rất là to và dày nha. Cái này mình có phải ướp trước không anh? Dạ. Cái này có ướp trước chưa? Ướp trước hả? Đây này các bạn này, ướp trong cái thùng này này. Trong này mình thấy là ướp đó. Cái cách ướp ở đây mình thấy cũng ướp rất là nhiều các loại gia vị và có nước trong này nè các bạn ạ. Ướp cái này thì thịt nướng nó không bị khô hay nhỉ? Dạ đúng rồi. Ở bên này là cái gì em thấy giống như có hai loại ấy, ha. Đây là thịt tấm, đây là chỉ tái sơ vậy thôi. À. Nhúng lại cái nước ớt cho nó thấm vô. À, tức là ban đầu là bên này, xong mình nướng nó tái sơ, xong nó mình bỏ vào đây. Sau đó thì khách gọi mình mới nướng chín lại. Chín cho nó ngọt và cho nó nóng hà là nó hào. Em thấy cái kiểu nướng này nó cũng khá là thú vị đấy và lạ nữa. Nướng chín sơ một lần, sau đó bỏ vào nước ướp rồi mới nướng chín tiếp. Những nghe cô chủ nói là cái này này ướp một ngày đúng không anh? Phải một ngày này ướp xong, sau đó mới đem nướng và cái này mình ướp tiếp thêm một cái loại sốt nữa trước khi là lên dĩa cho các bạn ăn. À. Tức là ướp hai lần đấy. Cái này là nguyên một ngày ấy, để cho nó thấm toàn bộ gia vị. Và cái điều mà Diễm ấn tượng ở đây nữa là không biết là Diễm chưa biết giá là một phần cơm sườn ấy là bao nhiêu tiền, nhưng mà Diễm để ý là Diễm thấy cái miếng sườn khá là thịt cắt dày và to. Đó là cái điều đặc biệt. Bao nhiêu một phần cơm sườn là em? 30.000. Ồ, hợp lý quá ha. Còn cái này hình như bên này là sườn cọng, sườn cây các bạn. Bên này là nướng thì bao nhiêu một phần đấy? 45.000 một phần, mắc hơn 15.000. Ở cái sườn này mình còn nướng nữa không hay là chỉ bấy nhiêu đây? Dạ còn nướng nữa. Còn nữa hả?
Đấy. Ồ, các bạn nhìn ở đây có hai cái ống khói lớn luôn để hút cái số lượng khói rất là lớn ở trong này khi mà nướng nhiều thịt như vậy các bạn ạ. Cái này là ba rọi nướng này anh. Ôi, thơm quá ha. Nó giống như y như là thịt mình ướp ở nhà mình nướng mà mình ăn ở nhà các bạn ạ, rất là thơm. Cái này là trứng gì anh? À, chúng mình gia đình ốc cao mày đúng không? Một phần này là bao nhiêu anh? 35 ngàn. À, nó vậy là sườn là rẻ nhất 30, xong ba rọi là 35 và sườn cây ấy là 45. Ồ. À, bây giờ là mấy ra rồi? Thì như thế này là chín rồi. Cái công đoạn này là có mình anh đảm nhiệm hết đúng không anh? Dạ, đúng à. Đấy. Anh nó còn thường người phụ nữa không? Anh không cho tiền. Cái này là một trong những công đoạn là quan trọng nhất của cái dĩa cơm tấm rồi. Đây. Nướng như này là gọi là chín khoảng bao nhiêu phần trăm vậy? Cái này chỉ 50 thôi. 50% thôi. Dạ. Hấp dẫn quá. Bình thường á là người ta thái cái miếng sườn nó khá là mỏng, nhưng mà ở đây mình thấy là thái cực kỳ dày. Đấy, các bạn ăn một dĩa 30 ngàn là cực kỳ chất lượng. Đây còn có sườn bị giã ra nữa. À. À, lạc sườn. Đây. Bên này là ướp một ngày đó các bạn ạ. Không, không, một ngày mình phải bao nhiêu ký thịt heo anh hả? À, nếu mà chia cho ba chị nhánh cơm thôi là khoảng 150 ký. À. Vậy là mỗi cơ sở là 50 ký thịt. Là chỉ là cốt lết thôi đó. Cũng riêng cái phần cốt lết thôi. Còn sườn này, rồi đùi gà nữa này, rồi ba rọi nữa, bốn loại mà. Cái này là anh đã ướp 24 tiếng tức là một ngày rồi đó các bạn, rồi mới đem đi nướng. Nhưng mà em thường thường ướp lâu như vậy thì sợ rằng thịt nó sẽ có cái mùi hôi, nhưng mà thịt rất là thơm hay. Dạ, dạ. Cái này mình có phải bỏ tủ lạnh trong quá trình ướp không anh? Dạ có, khi mình ướp mình để ngoài cho nó thấm khoảng nửa tiếng xong mình đem vô liền. À. Thế là mình để ngoài 30 phút thôi. Dạ. Sau đó mình bỏ tủ lạnh. Dạ. Nên là thịt nó không có bị có mùi các bạn, tại vì bỏ tủ lạnh rồi mà. Đây. Cứ nướng được là bỏ vào đây các bạn này. Đó. Ôi cũng thịt ngon quá. Bản thân Diễm và Diễm sẽ ăn sườn cọng thêm bì và chả. Mình thì thích ăn sườn miếng, tại vì cái sườn cọng nó ngon, nhưng mà mình quay á thì nó sẽ hơi vướng víu một xíu. Nếu bình thường mình không quay á, mình sẽ chọn sườn cọng. À, vậy thì sẽ cho anh Dũng thêm một cái đùi gà cốt tư. Tại vì Diễm thấy là cái đùi gà ở đây người ta nướng rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ gọi món ở đây luôn này. Đây, mình gọi bên này này. Đấy. Ồ. Cô ơi, cho con một dĩa cơm sườn miếng. À, anh có ăn chả với lại bì không? À, cho mình sườn miếng, sườn bì chả đầy đủ luôn. À, sườn bì chả. Rồi một phần sườn cọng với lại bì chả. Với lại thêm một cái gốc tư đùi gà. Ở đây là các bạn ăn thịt sườn nướng á, thì sẽ có cải chua các bạn ạ. Đây này. Cơm nóng xong bỏ thịt lên. Sườn chả không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Này là sườn chả với một hộp sườn bì chả. Hộp này là 30 đúng không anh? Dạ không, cái hộp này là 40.000 anh ạ. À, thêm 5.000 chả nữa. Thêm chả với lại bì. À, cả bì nữa các bạn ơi. Vậy là sườn bì chả rồi. Thêm một hộp cơm sườn cho bé nè. Đấy. Ê, cơm tấm này rất là nóng các bạn này. Ừ. Em nghe giống như là có mùi lá dứa chị nhỉ? Đúng rồi. Có lá dứa ở dưới đúng không chị? Trời ơi, thơm quá các bạn ơi. Ở dưới cái nồi này này có một cái nồi nước sôi và họ sẽ bỏ lá dứa vào trong đó. Và cái mùi lá dứa nó sẽ ngấm vào cái cơm tấm ở trên, thơm thoang thoảng qua rất là nhẹ nhàng. Đây. Đấy, rất là gọn gàng sạch sẽ nhé các bạn. Vừa ngon, giá hợp lý lại còn sạch sẽ nữa. Ở đây mình có bán ra mang đi qua các app không anh? Có anh. À, app là có tên quán là cái gì anh nhỉ? Đây anh. À, Now này, Bimin này. Đó. Thì các bạn cái tên ở trên kia các bạn hơi cao. À, cơm tấm Mai Lan các bạn ơi. Nãy giờ mình mới thấy luôn. Tại vì ở xung quanh khá là nhiều các cái biển quảng cáo của các quán ấy. 105.000. Đây. Đây là dưa chua này. Ở
Ở đây anh dùng cái dĩa rất là to các bạn ạ, các bạn ăn nó sẽ tiện lợi hơn. Tư đùi gà nó để vô dĩa đây. Đây là cái góc tư đùi gà này. Các bạn nhìn thấy cái miếng đùi gà nướng rất là đẹp luôn. Đây là một dĩa sườn chả đúng không anh? Dạ, sườn chả này là 35. Đúng rồi. Sườn ở đây các bạn là anh nướng cứ hết đến đầu nướng cái đó chứ không có nướng ra hàng loạt đâu. Có sườn cọng chưa anh? À đây này. À đây là ba rọi chín rồi ha. Ồ. Thơm lắm các bạn ơi. Vừa nướng xong á, nó thơm cực kỳ luôn. Mình để ý là hình như có cả tỏi hay là ớt gì các bạn này. Có mùi nước mắm nữa các bạn, kiểu nước mắm mặn mà ướp vào. Ôi hấp dẫn quá. Mình kêu sườn cây mà sườn cây sắp chín các bạn ơi, nên đợi một xíu nữa. Là ba rọi cũng được kìa. Vậy mình đổi thành ba rọi ha. Cây sườn cây này khoảng bao lâu nữa là chín anh? Đó khoảng 10 phút nữa. 10 phút nữa. Mình sợ là bạn Diễm đợi không nổi rồi. Chắc là mình đổi qua ba rọi, tại vì ba rọi rất là ngon các bạn ạ. Đây này, sườn đang nướng này. À lấy miếng này ha, một miếng này là một phần đây ha. Ồ. Cực kỳ chất lượng luôn. À, một dĩa mà chỉ có một miếng ba rọi này là 35 đúng không chị? Đúng rồi, thì chả nữa là 45. À. Ngon lắm các bạn ơi. 45.000. Quá chất lượng. À. Thêm cái góc tư đùi nữa. Nếu mà góc tư đùi kêu thêm như này là bao nhiêu chị? 35.000. 35. À. Ngon lắm. Cái này là thêm góc tư với em. Dạ. Đây 35.000 miếng này nha các bạn. Anh này anh vẫn đứng đây nướng thịt. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để mình cùng với tất cả bạn thưởng thức nha. Đây. Các bạn thấy là cái không gian quán ở đây rất là thoáng luôn. Nó khá là dài nên là gió thổi mát lắm các bạn ạ. Sườn cọng 10 phút nó mới có nên là đổi qua ba rọi ấy bạn Diễm. Chắc là bạn Diễm sẽ ăn ba rọi ha. Yeah. Ủa, đây. Thích cái đùi gà này quá hả? Đùi gà này mình và bạn Diễm sẽ ăn chung 35.000 một phần thêm như này. Nhưng mà thật ra nói là cái này là Diễm ưu tiên mà mình gọi tại vì cho anh Dũng ăn, tại vì anh Dũng rất là thích ăn thịt gà. Mà bản thân Diễm có thật sự mọi người nha, nếu mà đang đói ăn cái dĩa này xong là ngất ngay luôn á, chứ đừng nói là ăn thêm. Nhưng mà mình vừa nhìn thấy một cái điểm cộng rất là cực kỳ là thích ở cái quán cơm này. Đó là có một chén canh rất là chất lượng các bạn ạ. Đây này. Đây. Canh này là canh mướp và thịt bằm các bạn ạ. Đó. Còn đây là ba dĩa cơm của mình nha. Dĩa này là dĩa sườn bì. À sườn chả các bạn ạ, thiếu bì rồi. Còn bên này á là ba rọi chiên và chả và bì. Bên này cái đùi gà đây, góc tư đùi đây. Bây giờ mời tất cả bạn cùng thưởng thức với mình và bạn Diễm nha. Diễm kêu là sườn bị chả đầy đủ nhưng mà phần của anh Dũng thiếu cái bì này rồi. Mà rất là nhiều nên là Diễm sẽ cho anh Dũng một xíu để hỏi anh Dũng review cho mọi người nha. Cảm ơn bạn Diễm nha. Đây. Vậy là cái dĩa của mình sẽ đầy đủ sườn bị chả rồi đó. Đây. Còn đây là dĩa bạn Diễm này. Wow. Này, nhìn Diễm thấy là người ta cho thính nhiều này để nó đậm màu nè mọi người. Rồi ở đây, đây là ba rọi. Nguyên một cái dải ba rọi. Và đây là một cái miếng chả hấp và dưa chua. Và đây là chén nước mắm. Cái nước mắm này là người ta đã pha rồi nha. Nước mắm này nè, trong cái bình này nè, là pha sạch sạch rồi. Mình chỉ cần cho ớt vào là ngon lành cành đào luôn. Nó bụng ghê luôn á. Thật ra ở Sài Gòn nha, nhắc tới Sài Gòn là người ta sẽ nhớ tới món cơm tông. Phải nói là hôm nay mình phát hiện cái quán này. Tuy là lần đầu mình ghé vào ăn nhưng mà mình nghĩ đây là một cái quán khá là chất lượng đấy. Để các bạn nếu như muốn ăn cơm tấm thì ghé vào đây. Ở trên cái đường Trường Chinh này bạn Diễm à, rất là nhiều quán cơm tấm ngon nha. Nhưng mà đôi khi là đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm cho mọi người đổi khẩu vị. Chỉ mời các bạn nha. Cái bì này nó không có bị khô nha. Và như Diễm nói là cái màu này á, mình ăn mình cảm nhận được cái vị thứ
Ba rọi này nãy khi mà họ nướng xong các bạn phải nói là mình muốn cầm và mình ăn liền luôn. Nốt mùi của cái độ ướp và cái thịt khi mà nướng thì ngon cực kỳ các bạn ạ. Cơm tấm cũng thơm, cơm người ta nấu có lá dứa cho nên nó rất thơm. Nó làm cho mình liên tưởng tới cái món cơm trắng, cháo trắng lá dứa ha. Có cần phải chấm thêm mà chứ? Ngày gì cũng chưa hề chấm luôn á. Tại vì Diễm thấy người ta ướp khá là kỹ và bạn nhai vô bạn ăn á, cái miếng thịt nó là mềm nha, không có bị khô. À, tự nhiên mình ăn xong mình lại nghĩ trong đầu là cái gì nó chua chua ta. Hóa ra là dưa chua. Ở đây phải nói là họ làm cũng rất là chu đáo á, khi mà vừa có cà rốt, củ cải ngâm chua, lại vừa có dưa chua, lại còn có thêm cả dưa leo nữa. Chứ bình thường là chỉ có dưa chua hoặc là cà rốt, củ cải thôi, một trong hai loại đó, nhưng mà ở đây là ba loại luôn các bạn. Chị ăn thì em cảm thấy là người ta ướp khá là kỹ, cho mình ăn cái miếng thịt mình cảm thấy rất là đậm đà. Cái thứ hai nữa là Diễm khá hài lòng về cái giá ở đây, khi mà cái cơm người ta cho vào ấy nó cũng nhiều chứ không ít, nhiều không phải là nhiều người cho có miếng cơm thôi, nhưng mà cơm là Diễm thấy nhiều. Với lại thứ ba nữa là dưa chua, cải chua, dưa leo, cà rốt và cả canh này, khi mọi thứ đều đầy đủ với cái giá này thì cũng Diễm cảm thấy là quá tuyệt vời để mọi người ăn một bữa cơm chiều như thế này. Bây giờ bạn Diễm thử một miếng góc tư đùi gà của mình đi, mình sẽ chia đôi với bạn Diễm xem được hương vị như nào. Nhìn cái màu họ nướng rất là đẹp bạn Diễm ạ. Bạn Diễm muốn ăn phần nào? Phần ở giữa đây là ngon nhất này bạn Diễm này. Nạc nó nhiều mà nó không bị khô. Phần bên này thì có cái phần mỡ các bạn ạ. Được rồi. Bạn Diễm chọn cái nào? Ở giữa ha? Không. Ăn cái đùi. Vì anh Dũng sẽ cầm máy quay và sẽ khó xé phần này, cho nên là Diễm sẽ cắn cái phần đùi này để cho mời mọi người luôn. Nó mướt ha, không biết có dùng mật ong không mà thấy nó mướt cái da ghê. Wow. Ngon quá. Thế nào bạn Diễm? Thịt gà mềm nhưng mà không bị bở, và cái da gà rất là ngon. Ok quá. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức cái dĩa cơm mình nha. Nãy giờ thì bạn Diễm cũng đưa một vài cảm nhận sơ sơ rồi. Bây giờ mình sẽ ăn cái dĩa cơm sườn bì chả của mình. Đây là cái dĩa của mình nhé các bạn. Mình sẽ lấy miếng gà vào luôn. Ôi miếng gà to quá. Đây là miếng gà nướng này các bạn này. Đó, 35.000 một cái góc tư nữa. Mình chia với bạn Diễm một miếng, vẫn còn hai miếng khá là to các bạn ơi. Đây này. Bên trong họ nướng cũng chín kỹ nha các bạn, không bị đỏ đâu. Nên là các bạn nữ nào mà sợ nó còn đỏ đỏ trong phần sát xương này thì không sợ nha các bạn. Đó. Còn đây là cái miếng sườn khá là dày. Và đây là miếng sườn mỡ nha các bạn, có mỡ này. Đây là một miếng chả nha. Đó. Bây giờ thì mời tất cả bạn cùng thưởng thức với mình. Mình sẽ thêm một xíu nước mắm vào đây. Mời các bạn nha. Trời ơi, cái miếng sườn họ nướng các bạn, nó không bị khô. Và ăn đó, khi mà các bạn vừa cắn vào thôi ấy, là các bạn cảm nhận được ngay cái vị thơm thơm của các đồ ướp. Ở đây họ ướp khá là đậm đà các bạn Diễm ha. Nước mắm thì cũng vừa phải, chan thêm một xíu là vừa ăn rồi. Như chua này. Ngon quá. Mình thích cái giò nướng này quá các bạn ạ. Ướp kỹ rồi một ngày trời ấy. Ướp 24 tiếng thì mới được một miếng giò nướng như này. Và cũng không phải là nướng một lần mà nướng hai lần, mỗi lần nướng là 50% các bạn ạ.
Quá ngon quá. Thêm miếng canh này. Miếng sườn này họ cắt là rất là dày nhưng mà nên là các bạn nếu mà ăn một miếng to to một xíu á phải nhai cũng hơi mệt đấy. Đây. Quay bì. Này là canh mướp nhá mà. Mình nghĩ là với cái nước ướp sườn này thì các bạn có thể thêm nước mắm hoặc không, nhưng mà thêm một xíu là nó đậm đà hơn. Cái miếng sườn này nó dày các bạn, nên là khi mà mình chắn để mình ăn á, nó cũng hơi khó một xíu. Hơi khó lấy, cắt nhỏ ra tại vì là nó dày. Nhưng mà với cái cách ướp mà họ ướp tới 24 tiếng rồi mới nướng, nên là toàn bộ cái nước ướp các bạn, nó thấm sâu rồi bên trong này. Cái miếng thịt nó rất là ngọt, mềm. Mỡ quá nhiều đồ ăn nên là không ăn hết cơm được. Đây, đây là chả nè. Em ăn canh nè. Mày dám ăn canh nè. Ngon quá. Đỉnh luôn. Nước canh ngon quá. Một chút ra. Mình không biết phải nói là sao các bạn, nhưng mà cái sườn nó nướng ngon quá. Giờ mình sẽ thử một miếng gà nha. Đây. Các bạn nhìn này. Gà nướng á, nếu như mình nướng không khéo nó rất dễ bị khô. Nhưng mà các bạn nhìn này, miếng gà mình cảm giác như nó còn tươi á, mềm. Mình chấm nhẹ vào cái nước mắm nữa. À, đây, mời các bạn nha. Rất là ngon các bạn. Thì gà mềm, ăn không bị khô. Mày diếm ăn hết à? Xong. Quá ngon. Bạn diếm xử lý hết dĩa cơm bạn diếm rồi các bạn à? Mình thích cách họ dùng cái dĩa to này bạn diếm. Bây giờ thì rất nhiều quán họ đã chuyển sang dùng cái dĩa to rồi. Tại vì dĩa to khách ăn nó sẽ dễ dàng hơn để mình để đồ ăn và nó không bị vương vãi ra ngoài. Chị nghĩ đây cũng là nghệ thuật đó các bạn. Kêu nhiều dĩa to để mọi người có kêu đồ ăn thêm ấy, không bị tràn dĩa. Đây. Đây là một cái miếng gà mà nó vừa có cái nạc, vừa có cái mỡ. Bên ngoài là có cái da đó bạn. Mình dưới một xíu nước mắm này. Mời các bạn nha. Trời, ngon quá. Nướng gà xuất sắc không? Cái miếng gà á, mình ăn vào nó ngọt, nó mềm. Nhưng mà đặc biệt á, cái nước ướp ở đây á, nó rất là đậm đà, nó thấm bên ngoài cái lớp vỏ, rồi nó thấm nhẹ vào bên trong cái lớp thịt. Miếng này mình sẽ mang về các bạn. Riêng cái phần này thôi là các bạn đã làm được một dĩa cơm rồi. Rất nhiều thịt. Tại vì cái phần thịt góc tơ đùi nó nhiều đúng không ạ? Thịt nướng rất là ngon các bạn. Cái thịt nướng này mình cảm giác y như là giống như lúc nãy mình có nói với anh nướng thịt đó. Như nhà mình tổ chức tiệc nướng á, thì mình nướng xong mình cắt ra mình ăn luôn.
nó vừa. Mình ăn xong miếng này mình sẽ dừng review để mình tập trung mình ăn tiếp các bạn ạ, thực sự là rất là nhiều. Rồi, nước mắm rồi. Mời các bạn nha. Thực ra các bạn kêu một cái dĩa như mình á, phải một người nào đó ăn thức ăn rất là nhiều mới hết được. Cái này cơm vẫn còn nhiều này. Cơm bạn dĩa vẫn còn kìa. Nếu một người bình thường các bạn chỉ kêu một phần 30 ngàn một miếng sườn nướng này thôi, rồi ăn thêm bát canh nữa là no rồi. Mình thì mình kêu nhiều một chút để giới thiệu tất cả bạn. Sáng này mình sẽ mang về nhá. Có cái này mình sẽ tập trung mình ăn hết, nhưng mà mình dừng quay đây để các bạn coi đỡ tốn thời gian nha. Ở đây là các cô đang làm nước mắm để cho khách mang về hả cô? À đây nước mắm này các bạn này. Đó, nước mắm pha sẵn này, nước mắm cay. Có cái nào không cay không cô? À, ôi các bạn nhìn nha, cái số lượng nước mắm mà các cô chuẩn bị về rất là nhiều này, chứng tỏ là họ mua về có khi còn nhiều hơn ăn ở đây nữa cô nhỉ? Đúng vậy. À, hai cô là chỉ ngồi để phân chia nước mắm ra các bịch. À, bên này anh này vẫn nướng thịt. À, mình vừa ăn xong rồi, nó là dĩa cơm tấm rất là tuyệt vời các bạn ạ. Anh nướng xong cái sườn này anh, cái sườn cây á. À, hơi tiếc xíu là hôm nay mình không được ăn sườn cây đây, nhưng mà cái đường này là mình đi qua thường xuyên các bạn ạ, nên là mình sẽ ghé lại mình ăn sườn cây sau. Mua thịt không là vẫn bán đúng không anh? À, anh nướng rất là nhiều cái này. Nhiều đi làm về không biết ăn cơm gì. Cái này là sườn mỡ đúng không anh nhỉ? Đó, lúc nãy là mình cũng ăn một miếng sườn mỡ như này các bạn này, rất là béo nhưng mà nó không có quá ngậy đâu. Đấy. Cảm ơn anh nha. Cứ đứng như này nướng hết hai thùng thịt này là nghỉ các bạn ạ. À. Mình vừa ăn xong là trời cũng vừa tối luôn các bạn ơi. Cái sườn cây vừa nướng xong rồi này. Ôi, hôm sau lại ăn cái này đi. Ôi, các bạn nhìn này. Ngon quá à. Quá ngon luôn. Bạn Diễm nếu mà muốn ăn nữa thì có thể mua mang về. Rồi, bạn ơi, các bạn ơi, chúng tôi ăn cái sườn cây sẽ rất là ngon á. Hôm sau Diễm nhất định sẽ quay trở lại đây và ăn cái cơm sườn cộng này, sườn cây này. Rồi, thích cái sườn cộng ghê, chưa được ăn. Làm hộp nữa chị. Làm một hộp nữa về ăn. Hộp sườn cộng đi. Cho con một hộp sườn cộng mang về nha cô. Để bạn Diễm tọa nguyện các bạn là hôm nay không ăn được sườn là bứt rứt lắm. Không, thật ra là Diễm muốn để có cái để níu kéo mình lần sau quay trở lại. Nên khỏi mua về, để ngày mai cô quay lại cô ăn luôn cô. Ngày mai mình quay lại, cứ mua về nhiều khi là ăn á, khi mà mình nó đang no này, mình ăn á mình sẽ không cảm nhận được hết cái độ ngon. Mà ngày mai mình chạy tới đây mình ngồi mình ăn luôn. Ok. À, nếu mà bạn nào mà muốn ăn á, thì cứ tới số 186 đường Trường Chinh, cơm tấm Mai Lan nha các bạn. Đó, chỗ này là chỗ mình vừa ăn xong này. Có mấy cô làm rất là dễ thương các bạn ạ, trong đó có hai anh trai. À đây này, đây là cái bảng hiệu này các bạn này, cơm tấm Mai Lan, cơm gia đình, nền tảng hạnh phúc. Ồ, rất là hay nha các bạn. Có số điện thoại luôn nha. Nền tảng hạnh phúc à? À. Mới đọc qua là mình đã cười rồi còn gì nữa. Đúng rồi. À. Cái gì em phải suy nghĩ logo cho hải sản có gì mới được. Rồi bây giờ chắc là mình cũng xin được phép kết thúc clip này đây nhé bạn. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video tiếp theo của mình nha.